Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET Website, YouTube Channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV App. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136 USA T-Mobile 360-398-4449 Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@setv574.com để biết thêm chi tiết. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nhờ nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất chinsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Lisson Black Garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt, được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lisson có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch, v.v. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lisson. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại tuổi xuân phát hình live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET App. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại tuổi xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm lại tuổi xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Kính chào KSH. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm lại tuổi xuân Home Shopping trên làn sóng 57.4 cũng như là Galaxy 19 50 tiểu bang. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và chắc chắn là sẽ có nhiều quà tặng. Quý vị thấy là một cái gương mặt rất là xinh đẹp và thân quen trong chương trình Tìm lại tuổi xuân. Đó là dược sĩ Thu Thảo. Xin chào dược sĩ. Thu Thảo xin mến chào Thanh Thúy và Thu Thảo xin mến chào quý khán thính giả thân thương của International Home Shopping.
Thưa quý vị, thì hôm nay thì chúng tôi có rất là nhiều cái promotion đặc biệt trong ngày hôm nay. Từ bữa giờ là coi như là dược sĩ Thu Thảo đã có mặt trong chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân của chúng ta cũng gần 10 lần rồi. 10 lần rồi mà khi mà cô có xuất hiện trong chương trình chúng ta thì cô luôn mang theo những phần quà có giá trị và đặc biệt để mà giới thiệu cho quý vị. Và tất nhiên là tất cả những cái sản phẩm của dược sĩ Thu Thảo quý vị sử dụng, quý vị đều thích đúng không ạ? Đa số khán giả đều nói là xài cái sản phẩm nào của dược sĩ Thu Thảo cũng đều có chất lượng và sản phẩm nào cũng có kết quả nhanh, cho nên bất cứ sản phẩm nào vừa mới ra của dược sĩ Thu Thảo đã được tín nhiệm của cộng đồng và được sự ủng hộ rất là cao. Và mới đây cách khoảng chừng một tháng chúng tôi có ra một cái bộ mỹ phẩm là của GS Life, không biết là bên nhân viên bán hàng có thể cho Thanh Thúy một bộ mỹ phẩm GS Life được hay không, cho quý vị xem một bộ của chúng tôi gồm có là sữa rửa mặt nè, kem làm cho sáng da, kem trị nám cũng như là kem dưỡng ẩm nữa. Và về quý vị đã sử dụng tốt như thế nào quý vị cũng đã biết, có thể chia sẻ gọi và chia sẻ và tại sao nó tốt như vậy, thành phần như thế nào, có thể mời dược sĩ nói lại và nhắc lại một lần nữa về bộ mỹ phẩm này. Dạ được, kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là với cái bộ kem từ của công ty GS Life là công ty thuốc bổ nho nước mà quý vị đang yêu mến và đang ưa chuộng để mà uống giúp cho sức khỏe của mình, thì trong cái bộ kem này đó quý vị, thứ nhất là nó làm rất là hợp cho da của Á Châu, là cái sữa rửa mặt nó làm bằng những cái chất enzyme từ của trái cây, có nghĩa là những cái trái cây làm thành sữa rửa mặt, do đó nó rất là tự nhiên và những thành phần ưu tú này sẽ giúp cho da mặt của mình, luôn cả những da mặt nhạy cảm hoặc là da mặt combination skin hoặc là sensitive skin, là những cái da mà rất là dễ bị break out bởi những cái kem mà họ làm có nhiều hóa chất, thì trong cái bộ kem này đó Thanh Thúy và quý vị, nó không có hóa chất. Và đồng thời là Thu Thảo và Thanh Thúy là xài qua thì rất là thích và hợp cho da mặt của Á Châu. Đồng thời với cái kem trắng da hoặc là kem giúp cho tẩy nám thì trong đây nó hoàn toàn là bằng thiên nhiên. Thứ nhất là không có những cái chemical giống như là mercury, là chất sắt hoặc chất chì, là tại vì cái chất đó nó hại cho da và nó làm ung thư da. Nhưng mà Thu Thảo biết có rất là nhiều công ty bỏ cái chất đó vô để mà giúp cho cái kem của mình làm sáng da, trắng da, thì là nó rất là hại cho sức khỏe, cho da, làn da của mình. Và đồng thời là về lâu về dài thì nó càng bị nám thêm. Do đó quý vị phải cẩn thận khi mà mua những cái bộ kem mà họ hứa hẹn là làm trắng da, thì mình phải biết trong đó có thành phần gì để trắng da. Thì trong cái chai trắng da, cái chai Brighten New đó quý vị, của công ty GX Life, thì quý vị cũng biết là nó có 3 thành phần mà từ những bác sĩ da trong công ty thuốc bổ nho này họ làm thành, độc quyền của họ. Thứ nhất là cái chất Orbutin, là quý vị cũng có thể Google và tìm hiểu là nó tự nhiên và nó làm trắng da tự nhiên, không có hại tới da của mình. Thứ hai là cái chất Dermacil và thứ ba là chất Brightenil. 3 cái chất này đó Thanh Thúy và quý vị, nó làm trắng da, và những ai không bị nám thì cái da của mình nó sẽ sáng ra, còn ai mà bị nám thì lần là nó đi vô chỗ nám. Đồng thời chung với cái máy thì mình đẩy cái kem nó vô để sao để cái kem trắng da nám, tẩy nám này nó giúp cho hiệu quả hơn và nó giúp cho cái da mặt của mình được sáng ra. Rồi sau đó thì quý vị dùng cái kem giữ ẩm, đó là bộ kem GX Life Radiance. Chính vì vậy là tất cả là đa số là thành phần tự nhiên, mà chính vì sao mà bữa giờ quý vị khán giả sử dụng và yêu thích rất là nhiều. Quý vị nào đã sử dụng bộ mỹ phẩm GX Life này có thể gọi vào chia sẻ. Đầu tiên là bộ rửa mặt, sữa rửa mặt, quý vị chỉ rửa một lần quý vị thấy là sạch trơn, từ gì tại sao, và tất cả những cái thành phần tự nhiên với lại là kết hợp với máy massage facial treatment của dược sĩ Thu Thảo công ty Ensohara sẽ làm cho quý vị một lần rửa mặt sẽ thấy da sạch và sáng và trắng, đẩy những cái tế bào chết rất là sạch, mà đồng thời là hút những cái bụi bẩn tận sâu dưới lỗ chân lông. Và kế tiếp là kem sáng da, quý vị nào bị nám hay bị đòi mồi, bị sạm da, quý vị sử dụng vài ngày quý vị cũng thấy kết quả rất là nhanh chóng đúng không ạ? Đã thấy rồi, đã sử dụng rồi và đến đài truyền hình, đến SET Home Shopping đã khen với Thanh Thúy, nói là cô ơi, em ơi, con ơi, cô sử dụng cô xài tốt quá. Nếu mà quý vị đã sử dụng tốt nhiều như vậy, quý vị có thể gọi và chia sẻ để tất cả mọi người cùng biết, cùng thấy là cái lợi ích của cái sản phẩm này và kết quả nhanh chóng của cái sản phẩm GX Life này. Thì ngoài ra quý vị cũng có
sử dụng, có thể là sử dụng bộ mỹ phẩm mà cái kem dưỡng ẩm, da quý vị khô, khô sẽ làm cho da quý vị nhăn vô cùng, cho nên đừng để da khô dư nước không sao, nhưng đừng để thiếu nước quý vị, từ đó làm cho quý vị nhăn vô cùng và là kết nó là cái nguyên do đầu tiên mà làm cho làn da của mình bị lão hóa. Hôm nay báo tin vui cho quý vị, nếu quý vị nào đã sử dụng rồi gọi vào chia sẻ thì chúng tôi cũng là có một món quà nhỏ nhỏ cho quý vị. Nhưng là quý vị nào mà chưa chia sẻ, chưa có mua cái bộ mỹ phẩm của GS Life, chưa sử dụng bao giờ, có thể gọi ngày hôm nay. Chúng ta có một promotion là quá là hấp dẫn trong ngày hôm nay, mua một bộ được tặng một bộ cho quý vị luôn. Wow, so có nghĩa là mình mua một bộ rồi còn một bộ thì là để cho bạn bè hoặc là con gái sử dụng thì là quá là giới thiệu. Big saving, đúng rồi đó. Thời gian đầu ra mắt thì chúng tôi sẽ có tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị nhất, để chúng tôi muốn là tất cả hầu như mỗi nhà đều có cái bộ mỹ phẩm sử dụng này. Và khi quý vị sử dụng rồi, Thanh Thúy cũng mong rằng và công ty GS Life cũng mong rằng quý vị sẽ tiếp tục sử dụng mãi hoài, không chỉ sử dụng mà còn giới thiệu cho bạn bè người thân nữa. Quý vị có thể là mua một tặng một bộ kia, quý vị có thể là chia sẻ hoặc là bán cũng được. Với những cái hành động mà chia sẻ như vậy, Thanh Thúy tin rằng sản phẩm này sẽ đưa đến tất cả các cộng đồng của chúng ta, để tất cả mọi người đều có một cái làn da đẹp nữa. Hôm nay mua một bộ mỹ phẩm GS Life được tặng một bộ mỹ phẩm GS Life, còn có bộ CBD nữa quý vị ơi, CBD 250 500g. Thôi giờ mình bắt điện thoại đầu tiên đi, quý vị đã gọi vào rồi. Ngoài ra mình còn được tặng nếu quý vị còn mua bất cứ sản phẩm nào CBD nào hay là rau củ quả, được tặng hai hộp thuốc bổ nho và được hai bịch rong biển. Lát nữa chị sẽ Thu Thảo sẽ cho biết rong biển này trị ung thư, giúp ung thư như thế nào. Một hộp trà nữa quý vị nha, và một bịch cà phê. Bây giờ quý vị Thanh Thúy mở đường dây điện thoại cho quý vị, mở đường dây đầu tiên. Mình chỉ có một tiếng đồng hồ, bây giờ ít hơn một tiếng đồng hồ rồi, để có promotion hấp dẫn cho ngày hôm nay. Qua ngày sau thì có nhiều khán giả tới này, tại sao tôi không có được cái promotion của ngày hôm nay? Từ nhiều qua một ngày quý vị sẽ không có cái promotion hấp dẫn như ngày hôm nay nữa. Hôm nay thì Thanh Thúy sẽ có rất là nhiều quà tặng cho quý vị. Hãy gọi ngay bây giờ từ giây phút này qua số điện thoại là 1888-680-6689. Bây giờ để cho dược sĩ Thu Thảo nói về CBD. Và đầu tiên thì xin bắt đường dây điện thoại đầu tiên của một khán giả rất là quen thuộc là Ngọc. Xin chào Ngọc. Chia sẻ về cái gì, bộ mỹ phẩm hả em? Dạ, Home Shopping xin nha. Rồi, ok em. Dạ. Rồi, chị bảo ai, chị ai nói đi. Cô chia sẻ. Dạ, cô Trinh nói rồi, chia okay, sẻ em. Đi cô, dạ. Hôm nay em có mua gì không? Cô xài 2 tuần rồi đấy, da mặt cô. Hôm nay mua một bộ mỹ phẩm được tặng một bộ, mua một được tặng dạ. một. Dạ. Cô có xài chung với lại rau củ quả được tặng hai hộp thuốc bổ nho, được tặng hai bịch rong biển, với lại một cái hộp trà, một hộp trà. Wow. Dạ. Vậy thì cô rồi. Hello, xin chào 714. Thu Thảo cảm ơn cô là gọi vô chia sẻ. Thì Thu Thảo có mua một cái món thức ăn nhưng mà rất là bổ khỏe, rất là dinh dưỡng tốt cho quý vị. Đó là một cái gói seaweed, nhưng mà ở giữa hai cái miếng seaweed đó, quý vị và cô Trinh, thì là nó có một cái miếng coconut, có nghĩa là dừa. Hàng này là hàng độc quyền từ bên Đại Hàn qua, mà bảo đảm là quý vị chưa có thể mua được ở chợ hoặc là ở trong Costco. Thì ở đây có hai cái flavor, một cái là cheese, là bơ ở chính giữa, một cái là dừa. Thì Thu Thảo tặng cho cô một bịch để cho cô ăn, rồi cô thấy là có sức khỏe tốt. Thì Thu Thảo thường là dặn quý vị rằng là những gì mình bỏ vô trong người là phải đồ healthy. Thì với rong biển là một trong những cái đồ nó gọi là alkaline food đó cô Trinh và quý vị, có nghĩa là đồ kèm, thì rất là tốt cho khi mà mình cần ăn snack hoặc là cần ăn, chứ còn thay vì ăn chips hoặc là ăn những cái đồ mà không có sức khỏe cho mình, thì với cái rong biển là tương đương với lại Fucodin. Thì thay vì Thu Thảo không muốn quý vị bỏ ra 250 đô mua Fucodin, mà quý vị phải nên mua rong biển để mà ăn, thì rằng là nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình mà nó lại là tươi hơn. Do đó Thu Thảo gửi tặng cô Trinh một bịch. Vậy thì cô Trinh muốn order một bộ kem, một hộp trà, nhớ có là một bịch cà phê.
Dạ, Home Shopping xin nghe. Sorry cô Trinh, vậy cô Trinh hôm nay muốn mua hộp kem hay là gì vậy cô? Không, cô mua kem cô xài mấy cái 2 tuần rồi mà. Dạ, vậy thì hôm nay có những sản phẩm khác thì cô có muốn mua cái bộ? Bây giờ vợ cho chia sẻ rồi. Rồi, vậy tặng cho cô một cái bịch rong biển nha. Rồi cô Trinh ra ngồi đây lấy, các em sẽ gửi cho cô. Cảm ơn cô. Dạ, Thu Thở, cảm ơn cô, chào cô. Dạ. Tiếp tục rồi cho Thanh Thúy và Dược sĩ Thu Thảo ngay bây giờ qua số điện thoại là 1888-680-6689. Thì nãy mình có nói về cái bộ mỹ phẩm tuyệt vời, hoàn toàn từ thiên nhiên, từ các loại trái cây cũng như là những cái thành phần chờ làm cho làn da quý vị là chống chảy xệ cũng như sáng da và chống lão hóa rất là tốt. Hôm nay một bộ 250 được tặng ngay một bộ 250 quý vị nha. Quý vị đã sử dụng tốt rồi thì quý vị đã tới tiệm Home Shopping mà khen nức nở và nói là Thanh Thúy ơi, cô xài tốt quá, cái da cô giờ đẹp hơn rất là nhiều. Thì các cô chú đã khen như vậy rồi, đã thích như vậy, các cô chú chia sẻ trên TV đi, tại cho mọi người đều có một cái làn da đẹp giống các cô chú đâu mà. Qua cái số điện thoại là 1888-680-6689, nếu cô chú nào chia sẻ mà cùng với order luôn thì sẽ có quà nhiều hơn cho các cô chú. Hôm nay mua một bộ kem 250 được tặng một bộ kem, còn nếu trả tiền ngày hôm nay còn được tặng hai bịch rong biển rất là ngon. Lát nữa Dược sĩ Thu Thảo sẽ nói về rong biển này và tại sao ngon và lại vừa có kết quả sức khỏe của mình tuyệt vời, và còn được tặng thêm một hộp trà nữa. Hộp trà, chị có thể nói về hộp trà và rong biển cho khán giả đều biết chị ha. For sure, Thanh Thúy và kính thưa quý vị, thì với cái rong biển snack á, thì thường Thu Thảo có chia sẻ và có giúp cho những bệnh nhân tiểu đường hoặc là những bệnh nhân bị bệnh, nhất là với cái bệnh ung thư, thì thường thì Thu Thảo recommend khuyên là nên ăn những thức ăn xanh tươi mà không có ở trong lon, trong bao bì. Nhưng mà ngày hôm nay make exception là trong cái bao bì này nó là seaweed, là rong biển. Thì quý vị thường mua rong biển á, là nó là một miếng, rồi mình cuốn với cơm, rồi ăn với thịt ở chính giữa vân vân. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thu Thảo đi cái hội chợ của Đại Hàn. Thì cái món rong biển này á, ăn như là một miếng chips đúng không? Yeah, Thanh Thúy nãy giờ là chị. Thanh Thúy ngồi ăn là hết hai bịch rồi đó quý vị. Cái này là phải mép quý vị là ăn hàng. Và ở chính giữa họ bỏ một miếng dừa khô, cho do đó rất là ngon và rất là tốt cho sức khỏe của mình. Thì cái món ăn này Thu Thảo tạm gọi nó là đồ kèm. Yeah. Có nghĩa là những thức ăn nào mà mình ăn mà là đồ kèm alkaline thay vì là đồ acid thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình bớt đi tế bào ung thư phát huy trong cơ thể. Cũng giống như là nước, thì nếu mà mình uống nước kèm alkaline water thì từ trong cái máy làm ra thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà sẵn đây thì Thu Thảo cũng muốn nói thêm về cái bộ dược thảo mà 5 chai Thu Thảo làm ra, thì bảo đảm là khi mà đặt cho nó cái tên là essential, có nghĩa là cần thiết cho mỗi ngày. Nhưng mà vì Thanh Thúy và quý vị có biết là vì Thu Thảo đi làm sản phẩm cho những công ty lớn, do đó Thu Thảo không có đi theo cái thị trường Việt Nam mà phải là đi thị trường Mỹ. Thì với những dược thảo cần thiết này, thứ nhất quý vị không cần uống là tháng này qua tháng nọ luôn. Cả những cái dược thảo mà quý vị đang uống, Thu Thảo cũng nói là thường thì mình chỉ có nên uống từ 2 tháng, 3 tháng, rồi sau đó mình phải ngưng. Để sao? Để tất cả những cái dược thảo tốt mình bỏ vào trong người của mình thì cơ thể của mình nó cũng có một cái cơ hội để mà nó làm khỏe nó lên. Chứ không có thể nào mà uống ngày này qua tháng nọ, giống như là không bổ ngang thì bổ ngửa. Thì với 5 cái chai dược thảo này, thứ nhất là chai Liver Health là bổ gan. Thì phải nói là sau một tháng quý vị uống thì với cái lá gan của mình, khi mà mình đi thử máu thì mình sẽ thấy được những cái improvement là cái enzyme trong cái gan, hoặc là cái lượng bilirubin hoặc là bile nó cũng sẽ bớt đi, hoặc là nó làm cho cái gan của quý vị khỏe ra. Rồi đồng thời với cái chai dược thảo là cho tóc, hair, nails and skin, cho tóc, cho da và cho móng tay, thì quý vị biết rằng là với cái dạo sau này rất là nhiều người khiếu nại luôn, cả phụ nữ luôn, đúng không Thanh Thúy và quý vị, là bị hói đầu hoặc là bị rụng tóc quá nhiều. Thưa tóc. Thì thứ nhất là vì một phần là cái nước mà mình uống, thứ hai là
stress là sự lo âu trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng làm cho cơ thể của mình và nhất là tóc của mình nó rụt nhiều hơn, hoặc là từ thức ăn mà mình ăn không có đầy đủ chất dinh dưỡng. Thì trong hai cái chai này thôi thì Thu Thảo thiết nghĩ là cần thiết cho mình uống từ 1 tháng cho tới 3 tháng thì mình sẽ thấy được là từ mái tóc của mình, từ móng tay, từ da của mình nó sẽ improve, là nó bớt rụt và đồng thời những cái tóc con nó cũng sẽ mọc lên. Rồi cái chai bổ gan thì mỗi một chai như vậy quý vị nhìn trên đó là nó có hơn 25 thành phần để mà ưu tú, để mà Thu Thảo chọn lọc và biết được là nó sẽ giúp cho những cái gì mà cần là cho cơ thể của mình mỗi ngày. Do đó khi mà Thu Thảo bào chế ra 5 cái chai này là cũng suy nghĩ và muốn là làm cho nó ưu tú và hữu hiệu. Do đó Thu Thảo có uống mỗi ngày và hy vọng rằng là chia sẻ tới những cái dược thảo hữu ích này, hữu hiệu này đến cho tất cả mọi người để mà giúp cho mọi người có một sức khỏe tốt. Nhưng mà quý vị chỉ cần cho Thu Thảo là 1 tháng thôi uống 5 chai Essential Line này, rồi sau đó có kết quả tốt hay không tốt thì quý vị cũng có thể mang cái chai lại để mà khiếu nại Thu Thảo và công ty sẽ tặng cho quý vị một cái sản phẩm khác tương đương trị giá với cái chai đó. Đó là cái sự mà hứa hẹn là sản phẩm của công ty Dr. J's Natural là hữu hiệu, thì cái đó là quá là good news. Đúng rồi deal. Chị, sản phẩm của dược sĩ Thu Thảo thì quý vị không cần phải lo rồi. Bữa giờ là coi như là cộng đồng của mình đa số đã biết về dược sĩ Thu Thảo về những cái sản phẩm như là bột rau củ quả, uống sử dụng bột rau củ quả cũng làm cho sáng da, đẹp da và cũng như khỏe người, có nhiều vitamin, cũng như là bộ dược thảo này mà hàng ngày chúng ta cần sử dụng. Thanh Thúy tin rằng quý vị sử dụng quý vị sẽ hài lòng, bởi vì mình sẽ improve, mình sẽ cải thiện cái sức khỏe của mình rất là nhiều. Đặc biệt là chị em phụ nữ sợ nhất là gì? Thưa tóc cũng như rụng tóc, mà cái này còn giúp cho mọc tóc nữa, giúp cho cái tóc của mình, cái gốc ngọn của tóc sẽ khỏe, sẽ mạnh thì sẽ không có bị rụng dễ dàng nữa và kích thích mọc tóc lại. Thì hôm nay mua một bộ của dược sĩ Thu Thảo và một bộ về các tất cả các loại vitamin thì mình được tặng hai hộp thuốc bổ nho. Tặng hai hộp thuốc bổ nho và ngoài ra còn được tặng hai cái bịch rong biển trị ung thư mà ăn rất là ngon. Thanh Thúy ăn rất là nhiều vì đây là có chính giữa có phô mai. Còn đây chính giữa là dừa, ăn ngon vô cùng mà còn khỏe nữa. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Hello. Hello, dạ. Cô hỏi một chai vậy bao nhiêu tiền vậy cô? Một bộ luôn là 265 đồng đó cô ạ. Một bộ luôn. Bộ là mấy chai? Rồi 5 chai đó cô ạ, gồm có nail và hair nè, tóc và móng tay, dạ, rồi lá gan, rồi và thề miễn nhiễm. Tôi muốn mua có loại gan thôi. Loại gan thì bây giờ cô mua hai hộp đi, hai hộp với cô mua thêm hai cái bịch rau củ quả nữa thì cô sẽ được tặng một cái hai hộp thuốc bổ nho cô ạ. Hello. Nha cô nhé. Hello cô nghe. Hai hộp này là 110 với cái loại này là 120, 110 với 120. Là đang con coi 110, 120 là 230 đồng. Hello. 230 đồng cô được tặng hai hộp thuốc bổ nho trị giá là 238 đồng. Và được tặng hai cái bịch rong biển nữa. Hello. Rồi được tặng thêm một hộp trà và được một bịch cà phê. Cà phê nha cô nha. Nha cô nha. Cô tặng gì thứ quá vậy ta? Cô tặng nhiều thứ được gì để cho cô vui. Cô về ra được cái thuốc gì tặng, cái thuốc gì nãy gì cô nói vậy? Con nghĩ là con tặng cho cô một hai cái hộp dược thảo bổ nho. Dược thảo bổ nho đó cô à. Hai cái hộp này chị giá là 238 đồng giúp cho cô về trí não. Dược thảo bổ nho là thuốc gì bổ cô? Nho, cái thuốc bổ nho đó cô, một cái bịch bổ nho để con coi, con mở ra cho cô con uống. Nó giống như là yogurt vậy cô à. Không, để dược sĩ nói cô ơi. Thứ nhất, nếu mà cô hỏi Thu Thảo là dược sĩ Thu Thảo có uống thuốc bổ nho nước này hay không thì câu trả lời là có, mà Thu Thảo đã uống qua trong suốt hơn 9 năm qua, từ ngày đầu tiên Thu Thảo được hân hạnh lên đài truyền hình Việt Nam để mà chia sẻ cái khoa học của thuốc bổ nho nước này. Do đó cô yên tâm là với công ty Mỹ, bác sĩ Mỹ và họ làm thuốc bổ nho nước này rất là ưu tú để mà giúp cho cơ thể của mình. Thứ nhất là phòng ngừa được ung thư, thứ hai là chống rỗng xương, thứ ba là giúp cho tim mạch. Thì cô cũng biết rằng là với thuốc bổ nho thì là nó sẽ tốt cho tim mạch, cũng giống như có câu bác sĩ nói là one glass of red wine a day is good for your heart, có nghĩa là một ly rượu vang đỏ
mỗi một ngày sẽ tốt cho tim mạch của mình. Nhưng mà vì người Á Châu không có cái men enzyme để mà tiêu hóa cái alcohol, do đó với thuốc bổ nho sẽ là một trong những cái thay thế mà rất là hữu hiệu. Thì một gói thuốc bổ nho là tương đương với lại 1.000 ly rượu vang đỏ đó cô và quý vị. Để mà cho quý vị so sánh rằng là tại sao thuốc bổ nho nó hữu hiệu hơn là uống rượu đỏ, là tại vì cái thành phần resveratrol rất là nhiều trong cái gói thuốc bổ nho này. Và quý vị bỏ vô trong tủ lạnh uống rất là ngon. Có rất là nhiều khách hàng cho luôn cả con của mình từ 3 tuổi trở lên là đã uống thuốc bổ nho được, để giúp cho trí não, giúp cho sức khỏe và giúp cho không có bị đau ốm vào mùa đông thường xuyên. Đúng rồi, vậy cái thuốc bổ nho này uống rất là ngon nữa, giống như là nó hao giống như gợt nó lên men phải không chị? Với lại là ngon mùi nho, từ nó gồm có tất cả các loại, có nhiều loại trái cây như là trái adam, berry, cũng như là vỏ nho và hạt nho và trái lựu nữa. Dạ. Cho nên là cô uống rất là ngon. Và cô vị khán giả thời nãy có hỏi Thanh Thúy là sao tặng quà rất là nhiều, thì Thanh Thúy cũng xin trả lời là chủ yếu là chương trình của mình là các bác lớn tuổi. Và Thanh Thúy, trước khi Thanh Thúy trả lời câu hỏi này thì xin trả lời điện thoại kế tiếp là 714. Xin chào. Hello, xin chào 714 à. Hello. Dạ. Yeah. Chị hỏi chị cái dược sĩ Thu Thảo là cái thuốc bổ nho đó mà mình bị, ví dụ mình có bướu ở trong ngực á, mà loại bướu lành đó mình uống nó có được hay không? Dạ, với cái bướu lành thì cô uống được. Đồng thời nếu mà được cho Thu Thảo khuyên là cô nên mua cái tinh gai dầu CBD hemp oil này, là vì Thu Thảo làm việc với lại công ty tinh gai dầu này của một nhóm bác sĩ thì rất là hữu hiệu cho những tế bào ung thư, hoặc là cái bú lành là nó cũng có cơ hội phát huy ra bú dữ. Do đó cô nên ăn uống cẩn thận và uống nước nhiều, rồi đồng thời là thải độc tố với cái chai Simple Detox mà Thu Thảo bào chế ra. Thì đó là một cái cách để mà mình giúp cho cơ thể của mình không có cơ hội phát huy thành bú dữ. Là tại vì sao cô và quý vị có biết rằng là trong tất cả mọi người chúng ta, luôn cả bây giờ Thanh Thúy và Thu Thảo đang ngồi nói chuyện, thì có cơ hội để mà làm tế bào ung thư. Nhưng mà để mà mình ăn uống như thế nào giúp cho sức khỏe của mình, thì lúc đó cái tế bào ung thư đó mỗi một ngày nó thải ra. Dạ, cảm ơn cô. Hello, dạ, dạ. Hồng Sóc Viên xin nghe. Cái tinh dầu đó là bao nhiêu một chai? Dạ, cái tinh dầu đó 298 đồng nha cô nha. Hello, có nghe em không? Bữa nay có được dạ, tặng cô được tặng là hai hộp thuốc bổ nho với lại hai cái bịch rong biển, với lại một hộp trà và một bịch cà phê à. Dạ. Nha cô nha. Rau củ quả. À, nếu mà cô muốn đổi cái thuốc bổ nho thì lấy rau củ quả cũng được. Cô lấy hai bịch rau củ quả đổi hai cái hộp thuốc bổ nho. Hoặc là cô lấy một hộp thuốc bổ nho, một bịch rau củ quả cũng được à. Nha cô nha. Rồi, cô có lấy cái đó không cô? CBD nha. Tại bữa có tới mua hai phần thuốc đó rồi. Dạ, bây giờ cô lấy cái gì? Cô có lấy gì không? Để hỏi lại, hỏi là có gì là lấy cái tinh dầu. Dạ rồi, rồi, cảm ơn cô nhiều. Hello, xin chào 714 à. Dạ. Thu Thảo. Chị chờ máy em một tí nha. Hôm nay chị mua gì không? Rồi lát có gì câu hỏi gì chị hỏi dược sĩ Thu Thảo. Hôm nay chị có mua gì không? Có câu hỏi để hỏi. Dạ rồi, có câu hỏi để hỏi, chị chờ máy giùm em nha. Rồi, em dạ được. Em còn một phần 3 hộp, thứ 2 hộp nữa nha, chưa có cắt nữa. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, em sẽ gọi lại. Ok, rồi, cảm ơn chị. Chị gọi lại cho em nha. Dạ, dạ, rồi, bye chị. Vậy thì coi mấy người ở đó, người ta không có chịu cái promotion này, dược sĩ đặc biệt cho em đi. Được, được, rồi, cảm ơn chị đã gọi từ San Jose, rồi sẽ gọi lại cho chị. Dạ, dạ, ok, bye chị. Dạ. Rồi, rồi, em hứa. Chị ơi, dược sĩ Thu Thảo đang nghe là chị trả lời, chị hỏi câu hỏi với dược sĩ Thu Thảo đi chị. Đó, hai chị Thảo, em có hỏi cái chai, cái thuốc nho đó nó giống cái loại lúc trước hồi xưa đó em có uống qua mua cho bà cụ đó, nó bằng cái lọ, cái hũ, cái lọ, cái bằng nước mà em uống hồi đó em thấy nó có xem tình, nó có khác biệt gì không chị? Bảo đảm là trong tất cả các công ty thuốc bổ nho mà Thu Thảo đứng ra quảng bá từ 9 năm về trước là luôn luôn thứ nhất cái bình chai
Hồi đó em mua là mỗi ngày uống một cái chung á. Dạ đúng, thợ biết, thợ biết là chị. Sau đây là nó hết ra rồi, em thấy cái này là như cũng là một loại, một hiệu luôn hả chị? Dạ đúng, nó từ nguyên chất nho mà từ những cái loại nho mà mắc tiền để mà nó có nhiều chất resveratrol. Em biết là chị nói cái thuốc bổ nho bột mà lần đầu tiên Thu Thảo giới thiệu qua. Không phải bột chị, nó bằng cái bình nó bằng nước mà mỗi buổi sáng mình uống khoảng một muỗng cà phê. Dạ đúng. Là dạ. Em mua trăm mấy lâu rồi, khoảng chắc cũng năm cho năm đó em uống cũng khoảng 10, em mua em với bà uống. Mà sau này nó làm như không biết thấy nó không còn. Dạ đúng, thì cái này tương đương cái này á, y chang. Dạ cái dạng nó có giống không? Y chang đó chị, và đồng thời là nó cũng từ những từ công ty của những bác sĩ Mỹ, họ đảm bảo luôn cả cái công thức của bác sĩ David Sinclair, do đó chị yên tâm. Thì Thu Thảo cũng đang uống cái thuốc bổ nho này. Dạ. Nó cũng là một thứ thời đó em nhớ là em mua cô Kiều Trinh á. Dạ dạ. Dạ dạ. Thì tí nữa đi chị yêu, tí nữa Thu Thảo sẽ gọi lại để mà tư vấn thêm cho chị, nhưng mà bảo đảm là thuốc bổ nho này. Dạ. Để coi gì em tiếp tục em ngưng cũng lâu rồi, thì em thấy cái này em tính để hỏi gõ lại coi nó có. Dạ rồi chị yên tâm, Thu Thảo sẽ gọi lại để mà tư vấn thêm cho chị. Giải thích dùm cho em rõ ha. Dạ được. Kính thưa quý vị, thì để cho quý vị yên tâm rằng là luôn luôn đối với Thu Thảo thì là một người dược sĩ, Thu Thảo không có muốn quảng cáo những cái sản phẩm nào mà Hello, không đi theo khoa học. Hello, rồi đồng thời là Thu Thảo phải có sử dụng uống mỗi một ngày để mà thấy có kết quả tốt thì lúc đó mới dám giới thiệu cho bệnh nhân của mình, cho khách hàng của mình, rồi cho quý vị ở trên TV show. Đối với Thu Thảo là tại sao? Tại vì luôn luôn khi mà những sản phẩm ưu tú dược thảo để mà nó có hiệu quả thì lúc đó Thu Thảo mới dám đứng ra để mà đảm bảo. Thì bây giờ để cho quý vị yên tâm, với thuốc bổ nho nước này chỉ có công ty GX Life là công thức độc quyền mà chỉ có bán ở International Home Shopping ở Nam Cali này mà thôi. Cùng với Thu Thảo là người đại diện đứng ra để mà đảm bảo. Do đó quý vị yên tâm là 9 năm về trước thuốc bổ nho từ một công ty khác cũng ưu tú mà làm bằng nước thì Thu Thảo mới giới thiệu tới, và bây giờ thì họ hết làm rồi. Thì bây giờ công ty GX Life làm thuốc bổ nho nước này với hàm lượng thật là đầy đủ và đúng, thì lúc đó Thu Thảo mới dám đứng ra để mà uống rồi giới thiệu đến cho quý vị nha quý vị nha. Thì đó là lý do tại sao mà thuốc bổ nho Thu Thảo chỉ cần nói tới dược sĩ Thu Thảo thì luôn luôn quý vị chọc là dược sĩ Thu Thảo thuốc bổ nho, dược sĩ Thu Thảo thuốc bổ nho. Vì 9 năm về trước lần đầu tiên Thu Thảo lên TV cũng vì cái khoa học của thuốc bổ nho do bác sĩ David Sinclair khám phá ra. Và hiện thời bây giờ đó quý vị, thì có rất là nhiều nhà thuốc Tây, hãng thuốc Tây lớn của Mỹ đang muốn làm thành một viên thuốc bổ nho để mà giúp cho sức khỏe của con người. Và phải nói rằng là khi mà nói uống những cái sản phẩm dược thảo khác để mà tìm lại tuổi xuân, suối nguồn tươi trẻ, thì đây là một trong những cái suối nguồn tươi trẻ chính gốc và hoàn toàn là có khoa học chứng minh. Thì quý vị cũng có thể là nhờ con cái của quý vị lên trên Google, lên trên mạng để mà research cái chữ resveratrol, thuốc bổ nho, thì sẽ thấy là bao nhiêu sách vở khoa học. Và luôn cả lên YouTube, quý vị cũng có thể coi những cái show mà Barbara Walter, CNN phỏng vấn đến bác sĩ David Sinclair nha quý vị nha. Và thưa quý vị, thì có một vị khán giả đến gọi vào để order bộ kem, và cô nói là cô xài rất là tốt, cô muốn chia sẻ về bộ kem này. Thì Thanh Thúy xin mời vị khán giả đang trên đường live điện thoại chia sẻ về những cái gì mà chị đã thấy cho kết quả trong cái bộ kem của dược sĩ Thu Thảo nha chị nha. Ok. Chị ơi, chị chia sẻ đi ạ. Alo. Chị đang... hello. Dạ em nghe. Chị mới mua bộ kem này, nhưng mà chị thấy là chị mới xài cũng là nửa tháng 20 ngày thôi. Dạ, dạ. Hôm sau mình xin nghe. Lúc rửa mặt thì nó sạch, rất là sạch. Dạ. Và nó khác với những cái sữa rửa mặt của những chỗ khác, cho nên chị rất là thích. Với lại vì
mới chị xài mới nửa tháng nhưng chị thấy cái kem lúc mà chị đánh vô nó mịn, nếu không có mùi mà mình cảm thấy mình feel lên được là nó cái da nó mịn màng hơn nhiều á. Dạ. Yeah. Thành ra chị thích. Bây giờ chị chưa có xài hết nhưng mà chị order thêm nữa là em biết là chị thích cái cỡ nào. Dạ. Nhưng mà đúng là chị, em xài cái sữa rửa mặt công nhận nó xài nó sáng ghê chị ha. Chị rửa một lần mà nó sạch cái da trắng. Quý vị biết là cái muốn cái làn da có bị sạch mịn. Mình rồi mình feel được là những cái sữa rửa mặt khác là lúc nào chị rửa xong chị thấy khô. Dạ. Mà bây giờ cái mặt của mình rửa vô xong mình cứ muốn rơ hoài ồ. Hello, dạ, Home Shopping yeah. Xin nghe. Chị cũng giờ có cái promotion. Dạ, em đây, chị cũng dạ. Order tiếp, chứ thật ra chị cũng chưa có xài hết bên kia. Nhưng mà chị thích thì chị mua tiếp và biết là nó cứ... Dạ, tin cây. Dạ, rồi, em cảm ơn chị chia sẻ. Thanh Thúy tặng quà cho chị là cho chị thêm một cái bịch rong biển nha. Đáng lẽ chị có hai bịch rong biển rồi, bây giờ thêm được một bịch nữa là ba bịch rồi. Ăn ngon lắm chị ơi, em ăn nên cái dạng nó có phô mai vô, ngon quá, ngon quá. Rồi, em tặng cho chị ba bịch rong biển nha, rồi cảm ơn chị. Dạ, đúng rồi. Dạ, chào chị. Dạ, dạ. Ê, ấm. Không sao. Tiếp tục quý vị ơi, gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689. Và quý vị cũng biết bộ kem tuyệt vời sử dụng kết quả như thế nào. Quý vị cũng thấy là khán giả đã gọi và chia sẻ. Cái sữa rửa mặt không khác hoàn toàn với sữa rửa mặt quý vị mua ở ngoài thị trường. Tại vì nó làm cho cái da quý vị mịn màng, sạch. Không chỉ sạch mà nó còn giữ lại cái độ ẩm. Thường là sữa rửa mặt khác là gì làm sạch nhưng mà nó lấy luôn cái độ ẩm đi. Nhưng mà cái sữa rửa mặt này không chỉ làm sạch da quý vị hoàn toàn, quý vị thấy láng da mịn màng, lấy những cái lỗ chân lông từ bên sau. Và ngoài ra nó còn làm giữ lại độ ẩm, để lại cho quý vị một cái làn da thật là mịn màng và sạch sẽ. Và để mà tiếp lời với Thanh Thúy thì quý vị cũng biết rằng là Thu Thảo không có muốn cho quý vị giống như là thiên vị là chỉ có quảng cáo bộ kem này rồi bắt quý vị phải đổi qua cái bộ kem này. Do đó Thu Thảo đã năn nỉ công ty bác sĩ thuốc bổ nho GX Life là phải làm promotion. Thì lần đầu tiên tặng mua cái máy tặng bộ kem, lý do là tại vì Thu Thảo biết cái bộ kem này nó rất là ưu tú, và để cho quý vị yên tâm để mà thay đổi qua cái bộ kem GX Live Radiance này là thứ nhất nó làm bằng dược thảo thiên nhiên, và đặc biệt với cái sữa rửa mặt để mà cho Thanh Thúy cho các cô đã sử dụng qua chia sẻ là nó làm cho mịn da, mát cái làn da của mình giống như là da em bé, là vì nó làm bằng tất cả những nguyên liệu trái cây, do đó bằng cái enzyme của những cái fruit đó quý vị, do đó nó rất là thiên nhiên và nó không có lấy đi cái nước, cái độ ẩm trên cái làn da của mình. Thì nhưng mà Thanh Thúy và quý vị có đồng ý với Thu Thảo là mình cũng không quên phải cho cái máy một chút xíu điểm, lý do là tại vì nhờ có cái máy nó rửa mặt cho mình với cái kem sữa rửa mặt mà quý vị sử dụng, hoặc là sữa rửa mặt của công ty GX Live Radiant Skincare Set này, thì lúc đó nó phối hợp là nó đánh tan hết những cái bụi bặm, những cái chất dơ và luôn cả những cái da chết trên làn da của mình. Do đó Thu Thảo hy vọng rằng là với những ai đang sở hữu cái máy ở nhà thì hãy giúp cho Thu Thảo và giúp cho công ty Onso Hora chia sẻ về cái máy này cho tất cả mọi người. Là tại vì sao? Tại vì ai cũng phải rửa mặt mỗi sáng và mỗi tối, đúng không Thanh Thúy? Yeah. Do đó đây là lần đầu tiên và cũng là chỉ có độc quyền ở International Home Shopping mới có một cái máy rất là thông minh, thông dụng và hữu hiệu như thế này. Là quý vị cần phải có nó mỗi một ngày. Đó là lý do tại sao mà Thu Thảo nói rằng là Thu Thảo ghiền cái máy này là như vậy đó quý vị. Là tại vì không có nó thì Thu Thảo cảm thấy là hơi thiếu tốn. Và cái da mặt của mình nó không được mịn màng mà nó không được sạch cho máy. Dạ. Dạ, cái máy vừa nàng vừa đẹp mà vừa thông minh nữa. Nên là phải nhất định phải rước em về nhà. Vì ơi, mỗi nhà phải có một em này ở nhà để cho mình có một cái làn da đẹp, sáng trắng của mịn màng. Để cái máy này quý vị có thể kết hợp bất cứ cái dược mỹ phẩm nào thì nó cũng sẽ làm cho kết quả nhanh hơn, tốt hơn. Tại vì không có cách nào mà quý vị mà tẩy không có tế bào chết quá nhiều hoặc là bụi bẩn quá nhiều tồn tại trên da mà nó có thể hấp thụ những cái bộ kem dưỡng da quý vị tốt được. Cho nên đầu tiên là phải làm sạch da trước đã, tẩy tế bào chết trước, rồi sau đó là mình massage những cái mạch máu cho da của mình để nâng cơ mặt. Hôm nay thì Thanh Thúy quý vị mua một cái máy massage này 199 đồng, quý vị được tặng một bộ kem luôn.
và một bộ kem GS Life, và còn được tặng thêm hai bịch rong biển, một hộp trà nữa. Hộp trà này chị có thể nói sơ về hộp trà này luôn à? For sure quý vị, thì với cái hộp trà và 30 gói trà ở trong đó, thì thứ nhất là thường trà thì mình phải làm nấu bằng nước nóng thì trà nó mới ra được cái chất tinh túy của cái lá trà. Còn bây giờ với cái công nghệ tinh khiết và thật là đặc sắc là nó là bằng trà powder concentrated. Do đó nó phải dùng rất là nhiều lá trà để mà nó làm thành bột trà. Và quý vị có thể pha thẳng vô trong nước lạnh, hoặc là cái bình nước quý vị mua ở bất cứ công ty nào, bỏ nó vô, shake nó lên là sẽ có một cái ly trà, một bình trà uống rất là tốt, rất là hữu hiệu. Thì quý vị cũng biết rằng là trà thì trong đó nó có chất phenol, polyphenol, nó rất là hữu hiệu giúp cho antioxidant, chống lão hóa, chống oxy hóa. Do đó nếu có thể được thì quý vị nên uống một bình trà mỗi một ngày, thay thế cho một cái ly nước hoặc một bình nước, thì sẽ giúp cho giống như là cơ thể của mình tiêu hủy bớt những cái tế bào ung thư hoặc là những cái phân tử xấu, free radical trong cơ thể của mình nha quý vị nha. Chị nói sao à? À, detox hả chị? Chị muốn cái hỏi cái detox hả? Thoại độc tố bên ngoài. Dạ. Chị nói sao? Cái detox là 35 đồng chị à? Cái detox là 35 đồng. Dạ, home shopping xin nghe. Hello chị. Dạ. Em mua cái máy là tặng cái bộ kem đó là sử dụng mua cái gì chị? Dạ, bộ kem đó là sử dụng cho da mặt của mình thì là nó có 3 chai không có, chị, sữa bây giờ rửa em mặt, chưa, không có cái kem sáng da đó. Cái đó, bây giờ và đồng thời là bộ, kem giữ ẩm, chị giá là 250 đồng nha chị một nha. Bộ. Detox thì không có gì chị, detox 35 đồng không có tặng cái gì chị. Tặng kem với tặng gì nữa chị? Tặng kem rồi nếu mà chị mua trả tiền ngày hôm nay thì chị được hai gói rong biển, rồi một cái hộp trà 30 gói. Và bịch cà phê. Một cái bịch cà phê nữa nha chị yêu. Ờ, là 199 hả chị? Dạ đúng, quá rẻ. Ờ, cách không có tặng cái thuốc bổ nhau hả chị? Thuốc, dạ không chị yêu, dạ. Dạ, chị mình được tặng một bộ kem rồi đó chị à? Nếu mà em trả thẻ thì gọi qua chị cũng được đó. Dạ đúng, tí nữa các em sẽ gọi lại giúp cho chị, rồi chị sẽ được cái quà mà ngày hôm nay trả tiền liền nha chị yêu. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Quý vị ơi, hôm nay quý vị mua một cái máy massage facial, quý vị được tặng một bộ kem với lại hai bịch rong biển, một hộp trà và bịch cà phê, rất là nhiều quà quý vị. Hello, xin chào 410, Thanh Thúy xin chào. Bình gói. Dạ. Bịch cà phê, một cái bịch cà phê nữa nha chị yêu. Ủa em nói sao nghe giọng chị Thảo. Dạ chị ơi, chị muốn tạ mua cái gì chị hả? À? Em có thể giúp cho chị. Dạ, em chào chị. Cho tôi hỏi hồi ngày qua tôi gọi trễ mà cái cô Tinh Thí nói là có cái hũ thuốc gì mà kêu bằng sụng như cá mập á. Dạ. Là đúng rồi cô, là Joy Health đó cô à. Dạ, là 59 đồng. Không, 59 đồng. 59 đồng. Tôi nghe nói 39 đồng mà. Đúng rồi, 39. Đúng rồi, 39 đồng cô ơi. 39 đồng, con sorry cô, 39 đồng một hũ. Dạ. Nhưng mà bây giờ này cho tôi hỏi cô dược thị sĩ Thu Thảo á, coi coi phải cái đó nó là sụn, đúng là sụn di cá mập hay là nó có quà thịt gà, nó có gà, quà gà hay là sống, bò hay con là gà bò heo không? Dạ, Thu Thảo dám hứa hoàn toàn là thứ nhất nó có hai thành phần công thức độc quyền ưu tú, và sụn cá mập là 100%, 100 phần ngàn, là tại vì Thu Thảo là người mua những cái thành phần này về và làm việc với lại nhà máy sản xuất. Rồi đồng thời nó có collagen để mà giúp cho xương khớp của cô build up cái collagen. Rồi nó có luôn cả những cái chất nhờn là hyaluronic acid đó cô, để mà giúp cho tái tạo những cái chất nhờn và giúp cho lubricate, là che
bồi bổ thêm những cái chỗ mà xương cạ xương để sau một tháng cô sử dụng, quý vị sử dụng thì sẽ thấy được cái kết quả là cái đầu gối của mình hoặc là những nơi mà xương cạ xương nó sẽ không có bị nhức nữa. Dạ. Ok, 39 đồng một hũ. Dạ. Rồi, rồi bữa nay mua cái đó nó có cái promotion gì không vậy cô Thu Thảo? Dạ có cô, nếu mà cô tin tưởng Thu Thảo thì cô mua một cái bộ 5 chai này là 265 đồng thì cô sẽ được tặng hai hộp thuốc bổ nho. Hai hộp thuốc bổ nho hoặc là một bộ kem hoặc hai là và được tặng thêm hai cái rong biển rồi một hộp trà 30 gói và một bịch cà phê nha cô nha. À, bây giờ người ta gửi tôi, nhờ tôi gửi tôi mua giùm chỉ, ta chỉ muốn mua xài thử cái hũ sụn dây cá mập á là 39 đồng một hũ phải không? Dạ. Còn bốn hũ kia thì cô giữ cô uống, tại vì Thu Thảo nói là nếu mà cô cho Thu Thảo một cơ hội tin tưởng Thu Thảo và mua thì để cho cô thấy trên cái sức khỏe của cô nó khác như thế nào. Thứ nhất là cái chai thuốc bổ cho tóc, da và móng tay thì để cho tóc của mình không có bị rụng hoặc là phòng ngừa, và nó hơn 25 thành phần lận đó cô. Rồi một chai là bồi bổ cho gan, thận là Liver Health, và trong đó nó có tới 21 thành phần nguyên liệu. Rồi một chai là giúp cho bao tử đường ruột của mình để mà giúp cho những cái con vi khuẩn bacteria tốt ở trong người của cô đầy đủ nha cô nha. Bây giờ này tôi chưa có mua được. Rồi, rồi. Dạ, Home Shopping xin nghe. Rồi, dạ 39 đồng cô ạ. Một hũ là 39 đồng. Dạ, hello. Hello, dạ có nghe em không? Hello chị. Dạ. Hello, Home Shopping xin nghe. Dạ. Hello chị. Cô ơi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ con hôm nay con mua một hộp sụn cá mập là 39 đồng nha cô. Rồi nha cô, có gì đó con sẽ gọi lại nha cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, với cái cao máu và già yếu á thì chị nên mua thuốc bổ nho cho bác, rồi đồng thời cái sản phẩm mà bổ gan bổ thận á thì là nó cũng giúp cho điều hòa máu huyết trong người của bác, thì thuốc bổ nho với lại cái bột rau quả trái cây là tốt cho bác đó chị. Nãy chị nói mua một cái bộ 5 chai đó là tặng hai hộp thuốc bổ nho phải không chị? Dạ đúng, thì cái bộ 5 chai chị uống, còn thuốc bổ nho thì tặng cho bác uống nha chị nha. Dạ. Và cái thuốc bổ nho đó một hộp vậy em uống thời gian nó bao nhiêu lâu chị? Trong đây một hộp có 30 gói thì chị uống, cho bác uống một ngày một gói thì là được 30 ngày đó chị. Thì được hai hộp như vậy thì bác uống được 2 tháng. Dạ. Là mua 5 cái chai thuốc chị nói đó hả chị? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, rồi tặng cái đó với tặng rong biển với tặng cà phê với trà đó đúng không chị? Dạ đúng, dạ đúng. Mà uống cái đó nó giảm cao máu hả chị, nó khỏe hả chị? Dạ đúng, nó giảm, dạ đúng. Dạ rồi, Ok, cảm ơn chị, các em sẽ gọi lại cho chị. Dạ. Dạ, Home Shopping xin nghe. Cho chị hỏi gì, mua cái chai tinh dầu là bao nhiêu tiền? Hồi nãy em nói cái chai tinh dầu. Dạ, với cái chai tinh gai dầu đó chị và quý vị thì rằng là nó đi theo hàm lượng để mà trị bệnh, là tại vì nó trị được cho mình hơn 200 loại bệnh liên quan tới hệ thống thần kinh não bộ và luôn cả là nó trị cho ung thư. Lý do Thu Thảo dùng được cái chữ trị là tại vì hội đồng FDA đang nắm giữ hai cái bằng phát minh trên cái tinh gai dầu CBD hemp oil này, và quý vị cũng có thể research cái bằng phát minh và có cái tên ở trong đó, hoặc là quý vị tại đến đây thì sẽ có cái brochure nói đến cái bằng phát minh. Thì đi theo hàm lượng 100mg, 250 và 500 thì khi mà mình uống để mà trị bệnh thì uống 500mg. Còn khi mà mình uống phòng ngừa thì mình uống cái 100 hoặc là 250 nha chị nha. Dạ rất là tốt. Thứ nhất là nó giúp cho trẻ em, Thu Thảo có trẻ em từ 3 tuổi đã sử dụng rồi đó chị. Dạ. Mà cháu 17 tuổi bị bệnh gì vậy chị? Thì tất cả
Dạ, uống rất là tốt và khỏe và giúp cho cháu có thể là chú tâm học hành và làm homework được tốt. Tại vì Thu Thảo có rất là nhiều những học sinh, những các em trẻ đang sử dụng, là luôn cả là những ai mà những con em nào mà bị giật kinh phong thì nó quân bình lại. Còn nếu mà mình không bị thì Thu Thảo cũng có uống phòng ngừa mỗi một ngày một ống. Do đó không có sao hết đó chị. Dạ. Dạ được. Dạ được, cái chai vitamin thường thì 17 tuổi là mình consider là người lớn rồi đó chị. Do đó cho em uống một ngày 2 viên thuốc bổ tóc. Dạ. Rồi em gái ghi cho chị là hai chai tinh gai dầu 250 thì chị sẽ được tặng thuốc bổ nho, hoặc là chị sẽ tặng được tặng kem. Do đó tí nữa chị sẽ có được chọn, rồi nếu mà trả tiền ngày hôm nay thì chị sẽ được 4 phần quà kia nữa, là 2 bịch rong biển, 1 bịch trà, 1 bịch cà phê. Thì phải nói là ngày hôm nay với những cái quà tặng thêm cho quý vị á, là nó liên quan tới ăn uống, nhưng mà ăn uống healthy có nghĩa là khỏe mạnh và bổ dưỡng. Là rong biển rất là tốt cho mình. Nếu mà quý vị mua về ăn snack thì Thu Thảo bỏ bỏ thì giờ đi hội chợ Đại Hàng để mà muốn mua cái món đồ ăn snack này để về để mà chia sẻ cho quý vị, là tại vì Thu Thảo là rất là thích ăn rong biển. Dạ thì các em sẽ gọi lại và lấy cái order của chị nha chị nha. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Chị Thu Thảo ơi, có một khách hàng gọi nói là si mua 5 hộp dược của mình, 5 hộp này, si xài hết rồi mà không hiểu quả, si đưa lại của mình để lấy lại tiền được không? For sure, nhưng mà mình mới có chia sẻ có hồi tuần vừa rồi thì làm sao mà xài hết được em gái. Dạ, cho nên là em nói vậy, em nói chuyện với si nha. Dạ. Rồi. Hello cô ơi, cô xin hello là, dạ, home shopping xin nghe. Phải vài ngày thôi cô à, chứ không được một tháng đâu cô ơi. Và có thể 5 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 5 ngày, thôi 5 ngày thôi cô. Dạ. Những lời cô dược sĩ quảng cáo. Dạ, 5 ngày là có kết quả rồi, có kết quả trong 5 ngày đó cô ạ. Dạ. Có ngày Chủ nhật á. Dạ, 5 ngày nó khỏe hơn, tóc của cô đỡ rụng hơn à. Dạ, được rồi, sẵn. Dạ, được. Dạ. Tại vì cái đi mua dược thảo đâu, tôi cũng thấy là đâu có chỗ nào đó, mình xài hết rồi, mình trả tiền lại, mình trả lại cái hộp không, rồi họ trả tiền lại. Dạ, được, Thu Thảo sẽ tặng cho cô yên tâm, Thu Thảo sẽ make exception cho cô nha. Rồi, dạ, được. Hello, xin chào 714, các thí sinh. Dạ. Cảm ơn. Hello, xin chào 714. Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Dạ, đúng rồi à. Dạ. Cho tôi mua một phần được không? Dạ, được cô ơi, con mua một phần nha. Rồi, con cảm ơn cô. 5 lọ, dạ rồi. Con chào cô ạ. Dạ, 265 đồng 5 lọ cô à. Dạ. Tôi lấy hai đêm tới nhà. Cô tới, cô lấy giùm cho con nha. Để khỏi trả tiền shipping đó cô. Chỗ nào vậy cô? Trong khu Lục Đỉnh Ký tập 1, sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung, gần bánh cuốn Tây Hồ nha cô nha. Dạ, home shopping xin nha. Nha cô. Hello. Dạ, hello, sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Cô Trung Thảo không vậy? Dạ, Thu Thảo sát đây cô. Sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung gần đó đó, gần sát bên đó. Cái cô thấy chị muốn uống cái chai thuốc mà nó sụn cá đó, tại vì hai cái đầu gối gì nó đau đó. Dạ, được. Vậy mà làm sao gì mua được đấy? Dạ thì Thu Thảo sẽ nói các em gọi lại giúp cho gì để mà mua được cái chai đó, rồi đồng thời là có luôn cả cái chai dầu đau nhức của Thu Thảo bào chế cho mấy bệnh nhân bị đau nhức mà loại nặng đó, thì sẽ giúp cho gì nha. Nhưng mà có thể gửi cho gì được không hay là sao? Được, bảo đảm. Dạ, được. Bảo đảm gửi cho gì. Dì yên tâm, bây giờ dì cúp phone rồi tí nữa sau show Thu Thảo sẽ gọi lại rồi tư vấn thêm cho dì kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà sao dì trả tiền đây? Dì có thể trả tiền bằng thẻ. Các em sẽ lấy thẻ qua phone của dì. Đừng có cho Thu Thảo bây giờ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, rồi tí nữa Thu Thảo sẽ gọi lại tư vấn thêm cho dì nha. Cảm ơn dì. Dạ. Dạ. Quý
vị, điện thoại vừa nãy là điện thoại kết thúc chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân của chúng tôi ngày hôm nay. Thì Thanh Thúy rất là vui, thì trong vài ngày qua chỉ có hai ngày ra mắt bộ sản phẩm dược thảo của dược sĩ Thu Thảo, gồm có tất cả những cái vitamin mà cần thiết trong cơ thể quý vị, cho tóc, cho nail, cho gan và cho hệ tiêu hóa, cho hệ miễn nhiễm, cũng như là cho về xương khớp nữa. Tất cả những cái sản phẩm này sẽ giúp cho quý vị có một cái cơ thể sức khỏe hoàn hảo, cho nên là trong vài ngày đã được sự ủng hộ rất là đông nhiệt. Và Thanh Thúy tin chắc rằng trong những ngày tới, quý vị nghe những cái lời chia sẻ cũng như là thấm những cái thông tin mà về dược sĩ Thu Thảo đã chia sẻ với quý vị, thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có cơ hội sử dụng sản phẩm này có kết quả nhanh hơn, tốt hơn. Và cảm ơn dược sĩ Thu Thảo đã đến với chương trình. Dạ, Thu Thảo xin chúc và còn mong luôn luôn cho quý vị có một sức khỏe tốt bên người thân yêu của mình. Xin chào, tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại quý vị. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang, nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gunsum được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gunsum có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gunsum thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn, như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.